Lãnh đạo hãng tin Nga dự báo khu vực bùng nổ thế chiến thứ ba. Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh truyền hình RT của Nga, đã đưa ra dự đoán về khu vực có khả năng sẽ bùng nổ thế chiến thứ ba. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, bà Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh truyền hình RT của Nga, đã đặt câu hỏi về việc khi nào các cường quốc trên thế giới, bao gồm Mỹ, sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn, mặc dù bà tuyên bố Nga sẽ đứng ngoài cuộc chiến này. Và bây giờ là chiến tranh thế giới thứ ba. Việc một cuộc chiến tranh thế giới sẽ nổ ra bây giờ hay muộn hơn một chút tùy thuộc vào việc Washington tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích cho họ bây giờ, trước cuộc bầu cử hay ngược lại. Dựa trên sự im lặng đồng loạt của truyền thông Mỹ, có lẽ họ đang suy nghĩ, bà Simonyan bình luận vào tối ngày 15 tháng 1. Một cuộc chiến tranh thế giới chắc chắn sẽ bắt đầu với xác suất gần như hoàn toàn ở Trung Đông, bà Simonyan nhận định. Chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào mùa thu năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Cuộc chiến ở Gaza đã dẫn tới phản ứng từ các nhóm chiến binh thân Iran trong khu vực, trong đó có các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Houthi cũng phóng tên lửa tấn công các tàu của Mỹ trong khu vực. Mỹ, Anh và các đồng minh đã thực hiện làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen hôm 13 tháng 1 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cảnh báo rằng Washington sẵn sàng hành động trở lại nếu nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tiếp tục tập kích các tàu ở Biển Đỏ. Trước đó hôm 11 tháng 1, Tổng thống Biden tuyên bố lực lượng Mỹ, Anh với sự hỗ trợ từ Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan đã tập kích thành công vào các khu vực của Houthi ở Yemen. Theo ông Biden, hành động của Houthi đã đe dọa quân nhân, thủy thủ Mỹ và các đối tác của Washington, đồng thời cản trở thương mại và tự do đi lại ở khu vực. Tổng thống Biden tuyên bố ông sẽ không do dự triển khai thêm biện pháp để bảo vệ con người và dòng chảy thương mại. Chuyên gia Mona Jacobian, Phó Chủ tịch Trung tâm Trung Đông và Bắc Phi thuộc Viện Hòa bình Mỹ, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn khu vực với sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Tỷ phú Mỹ Elon Musk từng cảnh báo các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine có thể leo thang thành thế chiến thứ ba. Ông đề xuất chính sách của Mỹ nên là tránh thế chiến thứ ba và ngăn chặn tình trạng xung đột khu vực nhanh chóng trở thành xung đột toàn cầu. Báo Bild của Đức ngày 14 tháng 1 tiết lộ lực lượng vũ trang của Đức đang chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đỉnh điểm là việc triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ NATO khi cuộc chiến nổ ra vào mùa hè năm 2025. Theo kịch bản này, Nga sẽ tổ chức đợt tấn công nhằm vào NATO ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Nước Mỹ được dự đoán tương đối dễ bị tổn thương trong giai đoạn này do tính chất của quá trình chuyển giao quyền lực. Estonia, NATO cần ít nhất 3 năm lên kế hoạch cho kịch bản đối đầu với Nga. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas ngày 15 tháng 1 cho biết NATO có 3-5 năm để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga nếu kịch bản này không thể tránh khỏi. Truyền thông Đức tuần trước đưa tin, Berlin đang lên kế hoạch ứng phó với tình trạng căng thẳng leo thang với Nga có thể sớm xảy ra sớm nhất vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, phía Moscow đã bác bỏ suy đoán này. Theo Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, cơ quan tình báo Estonia cho rằng NATO có từ 3-5 năm để chuẩn bị cho kịch bản này. Bà nhấn mạnh điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, khả năng ổn định tinh thần và giữ vững quan điểm đồng hành cùng Ukraine. Điều mà người Nga muốn là chúng ta ngừng hỗ trợ cho Ukraine để dành ưu tiên cho nguồn lực quốc gia, bà Kallas khẳng định trong bài phỏng vấn với The Times. Trong tháng này, Estonia, quốc gia từng thuộc nhà nước Liên Xô cũ có chung đường biên giới với Nga, cam kết viện trợ 1,3 tỷ đô la cho Kiev đến năm 2027. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có chuyến công du đến Estonia bên cạnh Latvia và Litva. Chính quyền Kiev nhiều lần khẳng định bên cạnh nền độc lập của Ukraine, cuộc chiến của họ với Nga trong nhiều năm qua còn là để bảo vệ nền hòa bình chung châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cho rằng Nga sẽ trở thành mối đe dọa với NATO ngay sau khi họ có thể đánh bại Ukraine. Phát biểu này được đưa ra khi ông Biden hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraine. Theo chủ nhân Nhà Trắng, nếu kịch bản này xảy ra, Mỹ sẽ phải bảo vệ người châu Âu. Tuy nhiên, lập luận đó không thuyết phục được nhà luật pháp Mỹ. Thời gian qua, chính phủ Ukraine phải đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn trong việc thuyết phục phương Tây duy trì nguồn lực viện trợ, đặc biệt trong bối cảnh những nỗ lực phản công của mùa hè năm 2023 không đạt được nhiều bước tiến về mặt lãnh thổ như kỳ vọng. Thêm vào đó, tình thế bế tắc do vấp phải rào cản từ cơ quan lập pháp Mỹ hay cuộc tranh cãi khiến Hungary phủ quyết viện trợ EU, khiến gói hỗ trợ với tổng giá trị 110 tỷ đô la cho Kiev vẫn chưa được thông qua. Pháp sẽ chuyển thêm 40 tên lửa tầm xa cho Ukraine. Tổng thống Macron thông báo sẽ chuyển 40 tên lửa hành trình SCALP, có cách gọi là Storm Shadow, và hàng trăm quả bom cho Ukraine để đối phó lực lượng Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16 tháng 1 thông báo sẽ thăm thủ đô Kiev của Ukraine trong tháng 2, thêm rằng Paris đang xây dựng thỏa thuận an ninh song phương mới với Kiev và sẽ công bố nội dung trong chuyến thăm này. Ông cũng thông báo Pháp sẽ chuyển giao hơn 40 tên lửa hành trình tầm xa SCALP và hàng trăm quả bom chưa rõ chủng loại cho Ukraine. Ưu tiên của châu Âu là ngăn Nga giành chiến thắng, ông chủ điện Elysee nói với các phóng viên. Giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin. Pháp lần đầu cung cấp tên lửa SCALP-EG cho Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái, 2 tháng sau khi Anh tiến hành động thái tương tự nhưng không rõ số lượng chuyển giao khi đó. Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow SCALP-EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển có tốc độ tối đa 1.000 km/h, đủ sức trúng mục tiêu khoảng cách 250 tới 560 km tùy biến thể. Mỗi quả đạn có giá trị hơn $3 triệu. Không quân Ukraine sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu giá trị cao, được lưới phòng không bảo vệ và nằm sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát. Một quan chức quân sự Mỹ cho hay, xét về tầm bắn, đây là vũ khí thay đổi cuộc chơi, mang lại năng lực mà Ukraine đã yêu cầu từ khi chiến sự bùng phát. Storm Shadow, hay còn gọi là SCALP-EG, từng gây nhiều thiệt hại cho mục tiêu cố định của Nga, buộc Moscow tăng cường lưới phòng không và phân tán các đơn vị để hạn chế thiệt hại. Quân đội Nga cũng duy trì những đòn tập kích quy mô lớn nhằm phá hủy các kho chứa tên lửa Storm Shadow hay SCALP-EG và phi đội cường kích Su-24M mang chúng. Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nhà nước Ukraine sẽ chịu một đòn giáng vô cùng nghiêm trọng và không thể hồi phục được nếu tiếp tục cuộc chiến hiện nay. Hiện giờ, rõ ràng không chỉ chiến dịch phản công của Ukraine thất bại, mà Nga còn nắm hoàn toàn thế chủ động trên chiến trường. Nếu tình hình này tiếp diễn, nhà nước Ukraine có thể hứng một đòn nghiêm trọng và không thể hồi phục, Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình ngày 16 tháng 1. Theo ông Putin, giới chức Ukraine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho điều này, bởi đó là kết quả trực tiếp từ chính sách và quyết định của họ. Chủ nhân Điện Kremlin cũng cho rằng những kêu gọi đàm phán chỉ là nỗ lực nhằm khiến Nga từ bỏ những thành quả đã đạt được trong gần 2 năm qua. Ông Putin bác bỏ công thức hòa bình mà phương Tây và Ukraine đang thảo luận. Tuy nhiên điều đó là không thể, ai cũng hiểu điều đó là không thể, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời bác bỏ những yêu cầu của phương Tây mà ông cho rằng không thực tế. Ông Putin lưu ý, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine gần đây thừa nhận có thời điểm Kiev sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine, nhưng sau đó đã hủy bỏ thỏa thuận, rút khỏi đàm phán, khi nghe theo lời khuyên của Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson. Những bình luận trên của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh, đối tác phương Tây dường như ngày càng hoài nghi khả năng của Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường. Các nước này được cho là bắt đầu gây sức ép để Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Theo ước tính của Nga, sau gần 2 năm xung đột, khoảng 400.000 binh sĩ Ukraine đã tử thương. Trong đó, đã mất 125.000 binh sĩ trong chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 tới cuối tháng 11 năm ngoái. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua thừa nhận tình hình trên chiến trường vô cùng khó khăn đối với quân đội Ukraine. Tình hình trên chiến trường vô cùng khó khăn. Nga đang tấn công trên nhiều tiền tuyến. Tất nhiên, cuộc tấn công lớn mà Ukraine phát động vào mùa hè năm ngoái đã không mang lại tất cả kết quả như chúng ta mong đợi. Ông Stoltenberg phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Ông nhấn mạnh, hiện giờ chúng ta có thể thấy Nga xây dựng lực lượng và đẩy mạnh tấn công như thế nào. Chúng ta không nên đánh giá thấp. Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thụy Sĩ đã tổ chức một hội nghị với sự tham gia của hơn 80 quốc gia và tổ chức quốc tế để thảo luận về công thức hòa bình của Ukraine. Hội nghị này không có sự góp mặt của Nga. Điện Kremlin nói rằng các cuộc đàm phán ở Davos về công thức hòa bình của Ukraine sẽ không đạt được kết quả vì không có Nga tham gia. Nếu không có sự tham gia của chúng tôi, mọi cuộc thảo luận sẽ không có triển vọng mang lại bất kỳ kết quả nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.